chơi. Hãy nói ít nhất 3 lời khen ngợi về đối tác của bạn, khiến người ấy cảm thấy quyến rũ, xinh, dáng đẹp. Vòng 1 vừa tay. Nắm lấy tóc đối tác của bạn và thì thầm những điều nghịch ngợm, hư hỏng mà bạn muốn anh ấy làm cho bạn. Em muốn anh làm gì? Đi mua trà sữa nhá. Đau. Trói đối tác bằng cà vạt, sau đó là một hành động mạnh mẽ mà bạn muốn ngay bây giờ. Được rồi đây. Cụp cái mắt uống nhìn gì? Em xin lỗi chị. Em xin lỗi. Em xin lỗi chị.